chút xíu thôi. Thôi đi bệnh viện Sóc Trăng nằm một tuần để bị bù vậy nè, tại ham quá đó. Ở trên là bị chóc chóc thôi á. Ở cái lưng quá trời ơi. Quá đẹp, bị gì thôi, bị gì thôi, mẹ không có. Ôi ơi, mấy cái kia cũng bị hết trơn luôn rồi. Trời ơi, mẹ kêu kêu lên. Đây 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 đây. Trời ơi, bây giờ thì sao? Không có đó, không ra. Không có, không ra. Trời ơi. Rồi gắt vô nó có đau nhất người không con? Không, giật hả? Đúng, giật mày có nói gì được không? Nhớ không, mọi người rất là thương anh luôn á. Đúng đó hả con? Gán hết bệnh nha anh. Gán niệm Phật hết bệnh nha. Hết mẹ, mẹ, vô Thảo ơi. Mẹ nói Thảo ơi, ập mình ập. Ôi. Không ta không, tôi đã không, tôi ngắt không, mẹ ngập nha. Gặp gì nè, vô không? Tiếp tục trở lại thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng để thăm lại hoàn cảnh của anh Hiếu, 33 tuổi, mắc bệnh thạch lao cả nhà. Anh em cũng mới vừa đến đây. Này cô này cả nhà. Rồi chào cô nha. Chào con gái. Chào con, mắc thấy là mắc cỡ à. Cứ thấy mấy chú là mắc cỡ à. Bữa em mới điện cho chú mà. Điện máy bay kìa con. Ừ. Chào đi, chào ông bà đi con. Chào bà đi, chào bà ở chào, chào ông bà đi. Bà. Ừ. Biết tay ra mới bà thế mà bữa nay nghỉ học ha, bữa nay được nghỉ học dạ. Rồi sao tình hình sức khỏe của Hiếu sao rồi cô? Bữa đó bằng bữa kia chị gọi điện thoại, chị em gọi điện thoại hỏi chị đó dạ. Uống thuốc vô cho khỏe rồi ba ngày khỏe, ăn cơm gần hai chén cơm dạ. Hôm qua sao mà tự nhiên giảm hết thuốc lại giảm á em, giảm thì không biết cái gì nó ngơ ngơ ngáo ngáo dạ, bữa nay bị gì giật uống thuốc vô dạ ngưng lại hai ngày, bữa nay kêu bác sĩ là chín dạ. Bác sĩ đo nước ấp còn 10 bữa nay đo nước ấp còn 11 rồi là đỡ hả cô hả? Đỡ. Là tính là không có đưa đi bệnh viện luôn không, tại cô nó hỏi đâu, tại nằm quá bị tự tử cái thịt đó dạ. tự cái vết thương. Cô cho thuốc này mua cái thuốc này 100 gram 500 ngàn thuốc á dạ. Nó ở Vĩnh Long bán gửi xe lại mình lấy là cho mình luôn, gửi lại mình cái không kia cho cái này mình mua hả, cái này 100 ngàn á, cái kia cho kìa, cái kia một thùng cho kìa, 7 chai người ta cho, người ta gửi 1 triệu cho cô ở thành phố dạ yeah. Ồ quá tốt luôn, cô mẹ có gì nói cho ở bông đu đủ không có gửi lại ở củ chi không có gửi lại đợi hoài không thấy bà nói mấy nay cố bà Hà Núi không cô? Có. Ừ, thấy anh có bớt gì không? Hiện giờ anh có bớt gì không? Thấy gì uống vô không biết ai ăn được không? Thì ăn bữa đó ăn được, em gọi điện thoại lại chị nói đó. Dạ. Mà hôm qua không có ăn. Qua bỏ ăn luôn. Bỏ ăn, hồi nãy mới ăn chút xíu. Cháo chiên chửa. Dạ. Cháo chiên chửa cho ăn, cột nhỏ chút xíu ăn hết. Dạ. Rồi hôm qua cô nằm cô sợ chết. Mắt trời ơi. Bị gì? Không biết sao. Uống thuốc gì đó. Uống thuốc rồi trợn lên hả? Ô trợn. Thuốc kêu mẹ sao mà hiếm gì mẹ? Có mẹ chạy lại hết, mẹ kêu nhìn. Lên gì vậy? Trời. Sợ chết mà. Thuốc kêu ông xã lại. Dạ. Gọi ông xã về, ông xã giá gì á? Giá trong nhà năm mô gì đó giờ mà không biết giờ quá. Ừ, giá ông trợn thật đó giờ. Ông bà ông sơ nhiều giá hết. Dạ. Giá ông thuốc nhà ông giá. Bữa nay cái đỡ nãy bác sĩ lại mới về. Hôm qua là trợn con mắt lên luôn. Mà giấy chút xíu rồi là anh tỉnh lại hả cô? Chưa, nằm quá chịu. Rồi bây giờ làm sao? Không muốn ói đó, ói không ra. Trời ơi. Vậy là ói không ra, cái này bữa nay hết là không có. Nghe vậy ghê vậy. Hồi nãy hỏi bác sĩ nước ấp gì mới. Tối anh ngủ được không? Tối ngủ không được, hồi nãy mới ngủ được nè, tối ngủ được rồi. Dạ. Thức luôn, thức tới sáng luôn. Ừ, thức tới sáng là mắc lên, mình hỏi không có trả lời đâu. Làm lên. Tao không tâm gì ngủ á. Thuốc này giả bài tôi biết giả. Không có nói chuyện được luôn. Thuốc này giả, thuốc làm mạnh quá. Bị giật thuốc. Rồi bảo tôi uống nhiều lắm à. Nếu tôi uống bảo uống nhiều lắm. Mà nhỏ nó dễ uống, con đáng uống chết không thiệt. Có gọi điện thoại cô ơi sao mà uống thuốc nó giật quá rồi. Em không dám cho uống rồi, giật quá trời rồi. Yeah. Bà ngưng đi, bà nói ngưng đi.
Bà nói tình nghiệp bà nó bảo một ngày bà gọi điện thoại hai lần ba lần gọi hỏi á, nói gì đi. Bà Phúc Cà Mau á, bà nói đó. Ai bữa đó bà lấy thuốc cho cô. Làm bữa là người xuống tới đây thăm. Ba người xuống nhà luôn. 5 giờ sáng người xe gọi mẹ. Về là 4 giờ, không 7 giờ mới lên xe về đó. Dạ. Mấy giờ đêm á mới lên xe về. Dạ. Tình nghiệp bà chết rồi. Bà không có sao uống hết mẹ, không có yếu quá uống không được rồi. Mẹ sức, đáng sức. Bà sức không được nữa. Dạ. Mẹ con nghĩ em mua thuốc 2 triệu đó. Cái xúc rồi, thì không có ga máu không. Bữa trước nào cô rửa rồi ga máu không biết mua nhiêu đâu, chứ không có ga máu. Không có ga máu. Chứ cái này hả con? Ừ, cái này nè. Hay ha. Một hộp. Rửa ra, rửa sạch sẽ. Rửa cho sạch mấy sức à. Rửa sạch rau cho khô, mấy sức vô. Mình gắt lên trực tiếp lên vết thương luôn. Hai má rồi, nhìn hai đó. Hay ha. Rồi gắt vô nó có đau nhức gì không con? Không, giật hả? Đâu giật giật mấy có nói gì được không? Giật cái đau á. Cô thọt vô vết thương. Nó ra máu đỡ rồi. Nó máu nói già mẹ, có ra máu mà. Phải kéo ra. Hay là mình xức thuốc này nó vô nó khô cái mày lại chứ nó không nha. Khắc liền luôn. Nếu mà khô thì móc lành. Cô mừng, chết là mừng quá trời. Còn cái kia đây, sức không bớt được. Cái xương, cái kia sức rồi là ra nước. Cái chỗ nào cô? Thôi mình đi vô, đi vô. Cái chai á. Hôm nay thì, bữa cô đi gọi con xin bà Hà Núi phải không? Nam đó nha. Cái bà Hà Núi cho mẹ. Để đó. Để đây ha. Để đó. Mẹ Hà Núi kìa. Cô cô tin ghê nha. Nấu phải thôi. Bà. Chào bà nha. Ủa có biết đâu. Đây nè bà. Nó mát. Ngon không? Có tủ lạnh để. Bà Hà Hà Núi luôn tươi nha. Uống tươi mới tốt ha, chứ mới tốt. Mà ít cho mãi khô quá chứ. Uống tươi á bà, không có mát đâu. Không dám bỏ xíu nào. Bà sợ bỏ vô nấu. Để ngoài kia kìa. Rồi đem phơi khô. Dạ, đây đây con gửi cho bà nè. Dạ, chồng không phơi khô sợ nó mất à nó ướt á. Cái gì? Gì nhiều quá trời vậy. Bà gửi xe đợi nè, bà giá nè. Bà gửi cho mình hả cô? Mình đi lấy, bà gửi xe bà trả tiền cho rồi không thôi bà gửi cho 1 triệu đó. Bà gửi cho 1 triệu. Mà bà không nói tên là bà ở thành phố, bà nói ở thành phố. Bà nói là một người cô ở thành phố ha. Ở thành phố bà gửi cho 1 triệu. 1 triệu. Bà gắng sức mà sức này làm ướt có nước hoài. Còn sức bên này anh mặc quần luôn hả cô? Không, mặc không tăng. Đeo giới hả? Đeo giới hả? Giới nè, tại hàng mắt nè, đỡ nè, nè đỡ nè. Cô nè. Cô đó. Không có thấy đỏ như hôm bữa nữa nè. Cô nhét cái gì vô đó vậy? Bông gòn để thuốc. Để thuốc ai trời hay gì á. Mà chút xíu đây cái ca mới rửa rồi đó, mới rửa rồi em đợi đó. Nhét bông gòn vô trong chổng luôn. Không. Không có sao đâu. Xe loạn nhét vô. Không có sao đâu em, không có sao đâu. Trời ơi. Thôi để đại con. Uống cái thuốc đó, không có sao. Đỡ nhiều rồi em. Đỡ nhiều rồi. Đỡ hôm bữa ha. Mới chút ngủ không anh. Nè đây cô. Nè đây con, đừng có ấy. Nè. Thôi nè. Dưới bờ lưng nữa. Hai đơn vậy thôi. Ở trên là bị chóc thôi. Ở cái lưng quá trời ơi. Bỏ đây, hai đơn bị gì thôi. Bị gì thôi, mẹ không có. Ôi ơi, mấy cái kia cũng bị hết trơn luôn rồi. Rồi để cho nằm đi con. Thế gì mà đỡ, em ơi, đỡ nhiều lắm rồi, đỡ nhiều. Đỡ hơn bữa rồi. Có thuốc rồi đỡ nè. Cô kỹ lắm. Tiếp tục như vậy. Cô không có hôi, cô kỹ lắm. Thế cô thở nhiễm trùng. Trời ơi, bệnh viện đó. Mà muốn chết em ơi, thiệt á. 100 ngàn, 500 ngàn á, mà muốn chết luôn thiệt. Cô hả, từng những con mà nằm vậy, tao đến. Bệnh thuốc này ngộ ha. Tao không cho coi hiểu đâu. Năm trăm ngàn. Ừ, 500 ngàn đó. Vậy đâu con chơi vậy? Đừng có ấy, đừng có xài cái. Không phải. Xài cái mới, đừng có. Không, cô biết hả? Cô xài là cô cục bọt rồi cô dùng bỏ, không có lấy gì đâu. Cô biết hả? Cô không có dùng để. Cái này cái mới ha, lấy chơi nha. Cô kỹ lắm, cô không sòng bậy sòng bạ đâu. Hoàng lắm rồi. Kỹ lắm, sòng bậy sòng bạ đâu. Kỹ lắm, nhào nhào thì là kỹ lắm. Không con tưởng đâu là có một bên đó chứ ai ngờ đâu nó nằm ở dưới là đồ, nguyên cái xương hậu bên kia vậy đó, xương chậu là bị bên kia không bị khô, bên kia dở vậy nè, ở vậy đó mẹ bị khô rồi. Cô ở Cà Mau cho uống
cái sợ không dám uống rồi. Nó giặt quá luôn, dạ. Giặt cái thuốc nó cứng luôn. Dạ. Cũng cắt luôn, tôi lại cũng cắt luôn mày nè. Trời. Làm gì nè, uống chưa bả nữa mẹ ơi, mẹ ơi, Thảo sao rồi mẹ ơi. Thảo sao rồi mẹ. Rồi hôm qua đi mua cái dao gắp cá với cái... Bữa trước cho chú coi đó, sai sai nó uống được, không có sao. Dạ. Uống nó được sai. Uống rồi cá ha. Ừ, sai uống nó được nè. Để đó nè, sai uống được cái gì đó. Rồi, uống rủi. Dạ. Tôi nói hồi đêm qua nhớ không? Tại nghiệp người ta gắn trời. Nghe nói một trận trắng nghe ghê trời. Quang quá cứng mắt không chú ơi. Quẹo quá quẹo đúng cứng mắt luôn rồi. Dạ chết rồi. Không hỏi mẹ quá chết rồi. Chú mới gọi điện thoại hỏi thăm mà mẹ sao mà hiếu vậy mẹ. Ngộ ha ơi, hiếu ăn một gần hai chén cơm cháu cho chú nghe chú mừng. Mẹ mừng. Mới nói rồi. Mới nói chú chưa 2 tiếng đồng hồ Hiếu à, Hiếu bị đấy. Ờ chút xíu rồi chậm chậm rồi. Hiếu bị rồi. Cô cũng quá, cô cũng sợ anh mất ha. Hả? Hỏi mẹ cứ ngắt mẹ. Vô Thảo ơi. Mẹ nói Thảo ơi, Thảo mày nè. Trời ơi. Rồi nhá, làm gì nè. Trời ơi. Kinh vậy trời. Không không say say anh qua được không cho anh ấy. Cô mới gửi vết thương á cô. Để cho nằm ngay lại cô. Để thôi anh không mở mắt được á. Vô nước em đợi đó, vô nước em đang làm á, đợi đó hồi tối á. Đợi kêu đi, không có giò, không có gì đâu. Nó nói con, chú lại chị đâu. Anh Hiếu ơi, tụi em đợi thăm anh nè. Mở mắt cho con, cái gì á? Ngủ á, ngủ ngủ á, hay lắm chưa ngủ á. Dạ. Tầm nghĩa đó chú ơi. Nằm vậy chứ đau đớn lắm, bởi tay anh quặt lên luôn kìa. Mình đứt tay đó chút xíu mà đau muốn chết, đừng có nói vụ gì. Dạ. Cô đó kêu, nè. Cái ống tiểu ra, yeah. Tiểu không được, nửa đêm kêu bác sĩ lại, 12 giờ đêm gọi điện thoại kêu bác sĩ lại, bác sĩ ở Diễn Châu, bác sĩ ở bệnh viện. À, nửa đêm rồi kêu bác sĩ lại nữa. Đại bác sĩ cho số điện thoại mà kêu lấy ra theo dõi cho tiểu bình thường á, yeah. Mày không tiểu, đi khù lên, khù gọi điện thoại kêu bác sĩ chạy lại, cho tiểu. Vậy bí đường tiểu là cũng mệt nguy hiểm lắm á. Cô tại cô nói ơi kéo ra cô cho thuốc á, cô nói kéo ra ta tiểu bình thường á, mẹ không tiểu một ngày một đêm không tiểu. Có sao mà khùa gọi điện thoại cho bác sĩ lại, thấy không từng bác sĩ 12 giờ đêm bác sĩ chạy xe rồi ở bệnh viện. Tội nghiệp bác sĩ ha. Bác sĩ đợi thay đường tiểu hoài 10 giờ 10 ngày 14 ngày thay một lần, 14 ngày thay lần. Dạ. Bộ mỗi ngày 2 tầng hết, mình cho cô cho người ta 200 là ta lấy 100 mà. Dạ, yeah, ta thấy mình cô, khó. Người ta tình nghĩa phải nói chuyện, người ta có mình nói khó, cô không nói dốc thôi em ơi. Yeah. Nào khó, cô nói khó, cô không nói dốc luôn. Tại người ta tình nhỏ này nè. Sáng giờ anh ăn gì vừa cô? Ăn cháo sinh dưỡng. Ờ, cháo sinh dưỡng hả? Tại ăn không mới được á. Sao vậy anh? Sao nhăn mặt vậy? Nhăn nhăn, hôm qua giờ làm gì nè, không biết đau gì nó nha. Cái mồi anh nhiều cô hay gì cô? Cho anh uống nước đi. Uống ơi gì? Nãy uống thuốc á, uống thuốc. Cho cái môi anh khô á, cho uống nước để khô, lỡ môi rồi đau lắm. Uống thuốc á. Múc nước rồi, múc ta. Ở đây có bông nữa, bông làm gì con? Hả? Ở đây có bông. Không bài gì đâu. Không bài gì đó. À, hôm qua bị. Rồi gắt. Gắt nước rồi mà. Hôm qua bị trận trắng á, rồi lấy. Cái này không phải nước lạnh đâu, nước nóng là nguội đó. Dạ. Không có uống nước suối lạnh đâu, cô kỹ đó. Đánh nhai kìa. À, nãy còn cái gì đó, còn cái ăn cái gì đó, ăn cái gì đó, còn cái gì đó, ăn ngủ á. Giờ con chú nhỏ có, giờ chú lại coi, thôi con em bợ ở đỡ chưa con? Dạ. Rồi con dọn chú đây con. Đợi thăm để coi tình hình, nghe nói hôm bữa là đi bệnh viện nhưng mà giờ thì đến đó là mấy cô kia phiên là nói là cái mông ảnh là bị lon do nằm thôi. Không đi nữa. Mấy chú cái giường đó bị cái nệm như cái dài đó nó hành lắm. Hành lắm. Bởi trước tại cô bị một lần thôi. Bởi trước kia vết thương nó chút xíu thôi. Thôi đi bệnh viện thuốc chăn nằm một tuần để buồn vậy nè. Tại hàm quá đó. Cái hàm quá mấy cô sợ. Tại cô không nói cho em nghe thôi. Cô sợ vậy đó. Cô sợ vậy đó. Là mấy cô cũng trị thuốc cho đắp rồi uống thuốc nữa. Mấy đứa cô ở Cà Mau lại nói mình không nghe lời, người ta giận á, biết không? Dạ. Ta ba người ra gắn chặt người xe lại, chờ 5 giờ sáng ta người xe lại lại thăm coi. Mấy cô phiên vậy cũng đúng, mình ở nhà mà uống thuốc đi, cố gắng uống thuốc rồi sức thuốc. Chứ có nhiêu tiền đó mà đi cái là uống ở Bạc Hà đó, Bạc Hà núi đó, gắn uống đó. Gắn uống Bạc Hà núi. Hôm nay con đem thêm đó, gắn uống vô. Rồi mình không nghe lời người ta giận quá, ta gắn người xe lại ba người ta được cứu con mình á. Dạ. Thấy không từng nhiệm đó, thấy gì? Mắt con nhìn con bò bấm rồi con
Trời ơi, bả lợi, bả thấy con cười đi thì nó nói chuyện đó. Khỏe chưa? Khỏe, nói gì khỏe, trả lời ta vậy đó hả? Nó cười, dạ. Nó mừng chết luôn rồi. Nó bả về, tôi hỏi trả lời chứ. Tôi nói con uống thuốc là khỏe, người ta khỏe vậy đó. Khỏe, trả lời một tiếng, ba ngày nó lại giặt vậy đó. Ồ, ba ngày. Bữa nay, nói đường tiếng luôn. Nói á, hỏi thì trả lời, hỏi là trả lời. Bữa nay không nói, mấy nay nói. Bữa nay không nói, hôm qua không nói luôn. Hôm qua hôm nặng đó, bữa nay đỡ rồi. Hôm qua trời tôi nặng sợ luôn, tôi bà già lại coi. Dạ. Yeah. Bông cũng như rửa mặt, rửa gì cho. Dạ. Yeah. Nếu nhớ tụi em không, Nếu ơi. Con nhớ không? Nhớ không, nhớ tụi em không? Con mờ không? Mà chú á, hay là hồ con luôn. Nó chạy coi, sắp chạy, ý là hồ con kia đó. Mờ á. Nhớ không, mọi người rất là thương anh luôn á. Đó hả con? Gán hết bệnh nha anh. Gán niệm Phật hết bệnh nha. Con. Tài chừng anh. Không chừng những chết. Trời có sao. Bữa nay tại đông mình thấy nực quá không mặc áo. Nóm gì vậy? Nóm quá. Với chút tụi một lùa mà sao? 6-7 kg đó. Rồi nằm gì không nói chuyện nữa cái gì hình á, cái hình á, còn mấy hình á, cái hình rồi đó, dòng mấy hình chứ này, còn không ra. Dạ. Yeah. Chú bị bắt đồ mấy bệnh, chú dòng mấy cái tình nghiệp thôi. Thì thấy chết không mà, một ngày chết mấy lần, giờ chết không mà. Yeah. Chết thì chết mấy lần. Một ngày chết mấy lần, hỏi mẹ. Giống như chết đi sống lại vậy hả? Chết đổ mồ hôi, cái mặt xanh lè, mồ hôi, hết trơn, mẹ không anh tỉnh lại. Như bệnh nhân thuốc chăng vậy á. Dạ. Cái bị gì là mình kêu bác sĩ tá đại dị rồi. Rồi tôi há tôi khúc ruột không chết, tôi khóc ô, tôi ôm con tôi khóc. Dạ. Bác sĩ ai tôi khóc gì, tại dị rồi khóc gì. Khóc cho ai khó chịu, rồi con mình là chút ruột chứ mà ôm con mình khóc mà ổng là bị ổng la đó. Ổng thấy tại dị rồi khóc cho ai khó chịu, ổng nói gì. Trời ơi, nằm ngủ được cái lưỡi lên ra. Trời ơi, làm nặng nhất quá, gì nhất á. Nhất quá, trời nhất á nhỉ. Dạ. Nhất quá. Nhất quá, đau quá. Cái đít á, mới đát vậy, không dám nhắc nhất. Đi ngủ, ngủ không dám nhắc nhất. Dạ. Muốn ngủ rồi kìa. Mà mỗi ngày đỡ không lần qua, con lần qua, tôi nhòm thọ lần qua. Trời ơi, nói mẹ, chú mới gọi điện thoại hỏi thăm mấy. Có gần 2 tiếng đồng hồ mới bị. Mới gọi hỏi thăm rồi bị. Nói là con ơi, con chú mới gọi điện thoại hỏi thăm con à, nhắc đồ á. Nhắc đồ á, hay kìa cười. Cũng mừng, ăn được, uống được cũng mừng. Mừng chết luôn. Trời, đi mua tép, nấu canh, mua xương, nấu canh cho con ăn. Ăn rồi chẳng mấy nói con ăn không? Ăn, nói ăn được muối nữa chắc ăn hết á. Dạ. Ăn hết. Để tẩm bổ cho anh, cho anh ăn có sức. Cái nhìn, rồi sữa có uống không, anh uống được không? Cô chưa uống, cho chồng cô uống. Rồi anh có uống sữa không? Có. Có nha, cho má một lon, cho má một lon. Yeah. Rồi không phải cô ba cô chị anh, chị anh gì cho tiền lại xài hết cái gì, thầy thả lắm không có đâu em ơi. Còn cái rẻ xài hết cái rẻ, hoặc còn cái chẳng còn. Ồ, xài nhín hả? Mua thuốc cho y, mua gì thôi, không mua cho ăn thôi. Cô thì ăn đại không sao đâu. Rồi sao bệnh ảnh rồi lâu dài nên cô cũng dám xài. Tội nghiệp mấy đứa em, tội nghiệp nhờ mấy đứa em mới có tiền, mà không có tiền khổ chết không thiệt á. Giờ còn tiền nhiều không? Còn 10 triệu. Rồi còn được 10 triệu. Rồi xài được cái lẻ thôi vậy hả? 10 triệu. Không có nói giúp em đâu, lấy cho em. Trời lấy tiền luôn kìa. Nó là được mười mấy triệu mà cô xài là mấy cái lẻ thôi, rồi còn lại để dành tại vì bệnh của Hiếu thì còn điều trị lâu dài. Còn 10 triệu em, 10 triệu còn mấy lẻ nữa, còn 10 triệu. Thường không? Còn không có dám xài đâu, nhiều lắm. Dạ. Sợ nhỏ có gì á, không có tiền, rồi gì đó, rồi vậy thôi. Chết thôi em ơi, em mới đi gốc, em sợ nghe mấy chú mấy chị cho tiền á, em mới nói em đi lấy cho mà cũng chết rồi. Dạ. À, một đêm ngủ suy nghĩ tội nghiệp em, mới nói em, hiểu không? Mấy em. Em là người, tụi con đến kết nối thôi, đâu đúng có rồi, gì đúng đâu. Đúng rồi, mà em đứng kết nối mấy người ta cho, ông Hằng không lên nói sao người ta ai biết rồi, phải không? Không ai biết. Tối nằm ngủ cũng tội nghiệp mấy em đến kết nối. Một giờ. Đêm ngủ á, suy nghĩ hoài, suy nghĩ. Nói thường không? Mình Hồng Quân mới biết hoàn cảnh của mình mà giúp đỡ đúng không? Thấy mình thấy người ta thấy cái nhà mình, người ta nói mình giàu không có em ơi. Bữa trước thì làm có tiền lắm. Là nhỏ là bệnh nha, nhỏ là bệnh. Bữa trước là hai vợ chồng làm dư tiền đó, nói thiệt ơi. Thấy nhà người ta tưởng đâu mình giàu ha. Trời ơi, em đi nhà tha chị kìa. Cô nói là ta nhìn vô nhà cửa thì nói là đi sao vậy thôi em ơi, chị không muốn nói giúp thôi, chị cho quay thả ra, chị không muốn nói giúp thôi, sao kìa. Thế vậy thôi, bắt mặt cái gì? Giá trị bán đó thôi. Được cái tủ lạnh thôi. Rồi mua lại giục tụi luôn, rồi đó sao á. Nhà trồng lung luôn
đó. Bà nói giờ mưa nó giọt. Ôi cái tôm bị cũ quá y bẻ ra em. Y bẻ ra lỗ mình không lên làm được. Ra xuống đi con chảy nước. Cái gì cái cây dầu âm thì treo một hàng nó cái lô quá cái tôi nó lô quá thôi bà ổng thì bị chịu được ông này lên không được đâu ổng té ông ơi cái giọt yếu chú đi làm gì bao lâu mới về một lần chiều về ơi chiều lại về nó chưa lại lấy đồ ăn mà bệnh nấu con hai cha con ăn vậy hôm qua em đi không đợi hay là coi kêu không có biết cái gì đâu bữa nay lại cái không biết gì hết trơn nói kêu lại đây ngủ hết đêm á tôi sợ tối nó có sao không mẹ có mất ổng ở giữ kho mà ổng giữ kho ngủ bởi kêu ổng về quan trọng là tụm bổ rồi cho ảnh thuốc men rồi coi sao chứ giờ ảnh yếu nhìn ảnh hơi nhôm mà yếu quá hồi nãy phải bắt nghĩa vô nước miệng được thôi bắt nghĩa vô không được yếu quá chích thì được cô nói mấy đứa chú nói kêu vô nước miệng mau hơn á bà nói vô không được rồi tại nằm quá cái phổi bị vô nhặt thở bác sĩ biết á dạ bác sĩ nằm lâu lắm mà làm bệnh nhân lâu lắm không lo bác sĩ hay ha cũng tốt nó bác sĩ nhỏ này á nó cần làm năng nghĩ thôi bà chế sáng này chế mình nói số gì gán đi đừng nói gì gán đi có tiền gì quá nó nói gì dạ cũng có tiền đi sao đem tiền ra trời ơi để dành nó nói giống em thôi thiệt á ai cũng nó nói giống thôi không dám thải gì chứ á không phải mấy đứa em lấy tiền lại cô đi mua xả láng ăn không có đâu dạ không có nó thương cô cả nhà chỉ là để dành để lo cho con cho anh Hiếu thôi dạ trời ơi đi mượn tiền ta không có đâu em ơi dễ gì sợ là không ai giúp nữa hết tiền rồi lại khổ tháng, nữa tháng chế đóng tiền rồi cho ta hai triệu mấy mà mình... cho hỏi người ta không có cho rồi không có cho đâu để... đóng gần một năm rồi đó hai triệu mấy đóng gần một năm rồi đó mình quân thì giúp mà chỉ một lần thôi chứ đâu có giúp hoài nên là cô cũng gom ghém đúng rồi thôi cô cố gắng đi giúp người khác không phải giúp mà đâu phải không em dạ phải rồi cô phải cố gắng ha hôm nay con đến thăm này để cập nhật cái tình hình của anh Hiếu để gửi đến quý khán giả cũng như quý mạnh thường quân á đó thì hôm nay thì cũng có tấm lòng của quý nhà hảo tâm á thì gửi cho cô ha để phụ vô để lo cho ảnh nha cô không có chống thầy em để chích thuốc cho y bồi dưỡng cho y ăn bồi dưỡng dạ nó thì hôm nay nãy con có vạt Hà Núi của cô Trinh Lê ha là gửi cho mình ha má làm đi trồng á làm đi trồng á nhờ có biết rồi đi lột để dùng rồi đem đi trồng hả đúng rồi con một củ một củ đúng rồi con có lấy mấy củ mà có rễ lấy củ hai củ được rồi dạ dạ bây giờ con đọc ha con đọc danh sách giúp đỡ cho ảnh ha hôm qua thấy chú chở nhỏ nào bán giấy số bị người ta giật á bấm coi á chú chở đi về nhà ai chú tình nhà chú bây giờ cô nghe con đọc ha một mạnh thường quân thì gửi tiền giúp anh 33 tuổi bệnh hạch lao là 100.000 chị Nguyễn Thị Tình là 100.000 một mạnh thường quân thì nội dung ghi nội dung là A Di Đà Phật chúc em mau khỏe 100.000 một mạnh thường quân là gửi chàng trai 33 tuổi bệnh hạch lao là 400.000 chị Tâm Diệp Kiều Úc là gửi 2 triệu đồng dạ tiếp nữa thì có chị Nguyễn Thị Phương Lan là 400.000 một mạnh thường quân cuối cùng đó là anh Nguyễn Văn Lộc là gửi cho gia đình mình số tiền là 4.910.000 thì tổng số tiền hôm nay con đến thăm gia đình cũng như là gửi cho gia đình mình là 8.010.000 8.010.000 hả cô để cầm máy mạnh cái anh gửi cho cô để cho giờ đây muốn xin phép cái nhà hảo tâm với mình cùng gửi cái số tiền này cho gia đình để cô lo cho anh Hiếu á để cô nhận giùm con ha nè 1 triệu nè 2 triệu 3 triệu 4 triệu 5 6 7 8 8.010.000 chị cảm ơn mấy chú anh mấy chị ở xa nước đỡ con tôi có tiền mua thuốc uống đỡ cảm ơn nhiều mấy cảm ơn sao Nam Mô Phật cố gắng lên nha cô gắng cho núi Phúc Nam và Hà Núi
với lại sức thuốc này, mấy cái bài thuốc mà cô chú chị đó. Đúng rồi. Đỡ ơi, có thuốc này rồi mừng rồi. Như là cái thuốc hết rồi, gửi tâm, gọi điện thoại cho tâm mua, tao gửi xe lại mình đi lấy. Thuốc này hay nè, không có thuốc này sức không được. Có thuốc này sức ra nước không được. Cái ông Tần Nghiệp bả gửi đợi 7 chai mà bả cho chịu đó, cái Tần Nghiệp bả gửi trong xe ông Hùng á, lấy đi lấy. Cái Tần Nghiệp mày không có dám nói đâu. Nó nói sức không được anh kệ, trời nó buồn á. Để chị đi, rồi ta buồn á. Cô nói nãy giờ cô nó mốt nghe. Ủa thằng ta buồn á, thấy thằng nghiệp ta buồn. Kệ đi, mình đi đợi con ấy đi vô. Thấy cái nào bớt rồi mình dùng cái đó. Đúng rồi. Chứ giờ biết sao giờ. Nói thì qua video thì cũng cho anh em gửi lời cảm ơn đến quý nhà hảo tâm, cũng tiếp sức cho cô đây thêm được một số tiền nghe, được 8 triệu 10 ngàn nữa. Phụ vô để lo cho anh Hiếu 33 tuổi. Nhìn thì ảnh thương lắm cả nhà. Mọi người rất là quan tâm luôn. Dạ, anh mấy đứa em cảm ơn mấy đứa em ha, chị đỡ. Chuẩn bị cho ảnh đây ha, cái đồ đạc là chuẩn bị cho ảnh để cái nồi gì cô, cái gì đó là cô ở Cà Mau đó, đế thuốc dân cô đam á sức á, sức có vết thương á, dân nhỏ trắng này mà hết rồi, cô hết thuốc rồi, hết rồi còn cái uống cô không dám uống, chạy uống rồi vô dạp á, ở này bả làm sẵn lời ra lấy lại. Cái này cũng đắp luôn, sức cái này uống, ở này uống. Uống. Một bọc này uống 5 ngày. Mà cô mới uống 3 ngày bị giật rồi nè. Bị giật. Bị giật thuốc. Thì bị thuốc không mạnh. Đúng rồi. Thuốc mạnh. Bả nói thuốc bắc hay là thuốc bắc. Bả cho thuốc vết thương là hộp trắng đó cô, để cái cô đâm á, đâm cho những nhuyễn á, sức. Để cho thành hết sức vô. Làm gì gọn gọn này, không có bỏ tờ lâm tờ la. Đồ dụng cụ của ảnh để lo cho ảnh. Không có lo, bỏ tờ lâm tờ la đâu thiệt. Còn con Trang này là giống như hôm qua, ảnh trộm trắng rồi. Đúng rồi nè. Này rửa mặt ổng á. Rửa mặt á. Này chắc chuyện tâm linh đó. Cho mình tỉnh không hả, mờ là bà đó. Đập vậy ra đây, đập. Chạy bà già, vô mặt bà già không có kêu ổng ơi, chị biết nữa. Chị biết nữa. Chết bà già, qua bà già khóc á, thấy Trần Nghiệp nó nhỏ, chị bà già khóc. Lớn như là mày nhá. Mày nhá, cứng ngắt luôn, cứng. Trời ơi, sợ tại sao mẹ ơi. Tưởng nó chết không hả? Chết không á, trời ơi chú. Nó nói mẹ ơi, chú mới gọi điện thoại để hỏi thăm mà. Nói chú, nói con Hiếu khỏe rồi. Ăn cơm gần 2 chén cơm rồi. Chú không mừng nữa, chú ăn rồi mừng rồi. Nói vậy. Nói gần 2 chén màu hồ à. Bị mấy nay cũng được quý nhà hảo tâm cũng như khán giả quan tâm gửi thuốc gửi đồ cô chắc cũng vui lắm hả cô? Vui thiệt á. Giống như có người tiếp sức với cô vậy đó. Cảm ơn người ta hát không có sao đâu chị, không có sao đâu. Người ta cảm ơn mình đã lợi đó trời. Tài nghiệm chết. Mấy chị ơi, chị Tài nghiệm lo không hết tiền hết bạc, không có tiền mua thuốc à. Nhờ mấy đứa em quay lên á, mấy cô biết á. Nói gì á, trời Tài nghiệm mấy đứa chú quay lên nói mấy đứa cô nghe đó Tài nghiệm. Cô nói cô thì không có biết chữ đâu, cô bấm đại, cô thấy số điện thoại cô bấm đại. Không biết chữ. Coi số bấm là được, không biết cái nhắn tin. Ủa nhắn tin. Người ta gửi thuốc á, người ta kêu nói ơi nhắn tin đó, cô không có biết chữ đâu, nhắn tin. Địa chỉ mình đây là địa chỉ mấy không? Địa chỉ mấy mà quên không? Địa chỉ ở mày, nắm đàn chỉ. Đấy, 347 hả? Nắm địa chỉ à? 247. 247. Ơi người ta gửi thuốc ta để ơi chị giống như vậy. Thị xã Vĩnh Châu. Thị xã Vĩnh Châu. Nhà cô là như đối diện gần chùa Ngọc Định đúng không? Đúng rồi. Nhà cô là gần chùa Ngọc Định. Cũng nhiều bạn. Có chị mà ở Vĩnh Châu á. Chồng bả bị tai nạn gãy tay, ổng chạy xe không được. Bả chở ổng vòng kiếm nhà không thấy. Ổng bả hai vợ chồng bả nhà ở Cần Thơ mà bả có chồng ở đây. Bả kiếm vòng bả nướng cái gà gì nướng bán sai bằng điện nướng gì đó. Ổng kiếm vòng để coi ổng cho 300, bả cho 300, bả nhỏ này Tình Nghiệm bán cái số nè, bả biết mà. Bả hiền không chết rồi Tình Nghiệm á. Bả bữa trước có lên mà bả coi hoài mà bả không có rảnh. Bữa trước á chứ không bấm điện thoại, chứ không đi lên hoài mẹ không biết chú ơi lên cho chú cái gì đâu, không có đâu. Lên ở đây à, ta biết ở đây à. Bà nó thấy bà biết mà bà không rảnh hết, chứ một lần nó thấy nặng nè. Bà hôm qua hai vợ chồng bà kiếm nhà kiếm lắm, chứ bà hỏi hoài. Nói Hiếu mà ta không biết, nó nói Hảo người ta mới biết. Hảo mới biết. Hiếu thì Hiếu người Việt mà. Hảo người ta mới biết. Nói gì? Chồng bà bị té xa vậy, nghĩ ta mà chạy xe không được, có bà trở lại. Rồi đến đây thăm. Đến đây thăm cho 300 ngàn. Tội nghiệp không? Cô chú không?
300 ngàn. Thấy hoàn cảnh mình thương. Ông bị vô, ông bỏ chồng cho bà nuôi chứa cháu, mẹ nói mày bà giàu, bà giàu lắm, bà giàu. Bà không phải từ thiện đâu, bà lại thấy nhỏ này bà cho ít cho nhiều, bà nó không có từ thiện. Bà thấy bà hình bà thấy tiền nghiệp bà cho gì. Thấy tội nghiệp bà cho. Cho 300 ngàn mua sữa, mua nhiều uống, bà nói gì á. Quá tốt luôn. Bà đó bà già ở Cần Thơ từ thiện, đi từ thiện cho người ta nữa, bà nói gì, bà nói bà già. Bà nói gì. Bà chứ còn hiếu đi bán giấy số mua đồ bà về về ăn cơm á, nướng gà nướng gì đó. Nướng gà nướng gì đó bà mua ăn. Bây giờ ảnh là không có gọi, không có gì về luôn hả con? Mất tiêu luôn. Lợi 3 năm, ảnh con lợi 3 năm mà không biết gọi. Hôm bữa đó có chồng nhờ, sợ nhỏ này hoài mà nhỏ này không có hoài, dễ gì hoài. Nhỏ đó đi là cho đi luôn không có hoài. Rồi lại làm giấy ly dị, có giấy đàng hoàng, đám cưới có giấy khuôn đàng hoàng á, không phải sơ sơ đâu. Nhỏ chạy bán giấy số là bán chưa hết nữa. Lợi bà già đưa lợi ra, bà già quật luôn, bà già bên vợ luôn á, đưa lợi. Nên là nó chở đi làm giấy tờ đó, thầy không có biết chỗ làm. Giấy tờ như vậy làm rồi xong xuôi, người ta hứa mấy tỷ á, hai người đi tòa án. Không đi á, hai người đi, hai người chồng đi, nó không đi. Con bé nó có nhắc mẹ rồi không con? Trời, kêu đóng cửa lại. Gì? Kêu đóng cửa gào lại á. Kêu đóng cửa gào lại, không cho vô. Không cho mẹ không vô. Không ai dạy đâu. Không ai dạy. Thì thấy không ai dạy. Mà cô giận lắm, cô không cho vô. Người ở bên kia cho bà già vô, tôi cô giận lắm, cô không cho vô, cô không cho vô, cô có, cô nói có, không cho vô, mày không có vô, không có vô, con tôi chở đi xã xin giấy, làm giấy gì vậy, không cho vô, không cho, trời ơi, mày mặc có bụng sườn lỏng gì nha, làm giấy tờ mày mặc có bụng sườn lỏng, đi xin nhà người ta bên kia, hai quần gì vô, mới đi xã, mời đàn bà gì mà vậy, ôi, bữa trước đi gặp con tôi không có sửa sẵn đâu, xin sơ rồi. Bình thường à, mất sửa sẵn. Dạ. Trời ơi, cái mô đen quá trời mô đen lắm. Có con rồi rồi đồ mới ha. Nhỏ này không có ngu đâu ha. Đi làm ở công ty á, đi làm về bốn cái điện thoại ra hứa hẹn uống nước á. Dạ. Thì nói em ai hứa hẹn uống nước ra bằng cái mẹ bạn trai á. Bạn trai hứa hẹn uống nước. Mà mới sanh con mới tháng mà bỏ con 3 ngày 2 ngày không video. Cho bà già giữ con. Khóc chốt, khóc không chốt nhỏ là khóc chốt. Nói tôi nha. Nhá mẹ ơi, đi 2 ngày 3 ngày mới về, bây giờ giữ con đi làm, nó khóc chốt, khóc nhớ con khóc không chốt. Mẹ không biết sao, nghe nói cho tôi nghe tôi mới biết. Em mấy tử con. Bệnh ơi, bệnh mới tháng tuổi ốm nhôm nhắm giống xì ke vậy. Nặng nhớ ai chưa dứt sữa. Nhớ mẹ. Tôi hỏi tuần nghiệp đó kìa, hỏi bà già nữa. Hình bởi chứng tôi chụp tôi để đây lớn cho coi á. Tôi để đấm coi coi á, hai mẹ mày đi bỏ gì gì đó để coi coi á. Mày nói vậy thương con lắm. Gọi điện thoại về á, vợ nhận như dạy không được á. Nhớ mẹ gán con tôi đến, tôi ẩm con tôi về. Trời ơi, dạy không được đâu, cứng đầu lắm, dạy không được. Nói tôi mà, có tái tại con vừa ý này. Con hai người thương nhau, con vừa ý, không phải mẹ cưới cho con đâu. Tại con hai người quen, con vừa ý này. Chứ con trở lại mẹ không có vừa ý đâu. Tại ông già mà nói kệ hai người quen cưới cho đi làm ăn đi, không dễ lắm rồi chị, giờ mới không có vừa ý rồi. Không có vừa ý đâu. Thôi giờ cũng nói chung là giờ mình cũng tự lo thôi chứ không có mong chờ gì nữa cô. Đúng rồi lo cháu thôi chứ không mong chờ. Đàn bộ nói muốn lại cho nhỏ tiền, không có tiền á, thằng đàn nói đàn bộ nói nhỉ á. Dạ. Để không, tôi không lấy, không cho vô nữa. Này là người khách cho tôi lấy quá, con tôi để có số thì sống, không số thì giận quá hả cô? Giận lắm. Đúng quá, đó tôi ẩm nhỏ lại cực mấy năm rồi, đi đâu không ẩm theo, không làm gì nè, đi bệnh đây làm giống cái vui, không thấy sao, khổ. Chị ra một cây vàng, chị bán hết chứng chỉ, nuôi nhỏ này nè, không có làm gì được, bán hết, ăn hết. Cây vàng, cây vàng, bán hết chứng chỉ, chứng chỉ, ăn hết, mà con, không biết không phải làm không dư tiền đi rồi lắm á, vợ chồng á, dư tiền không cứ vô 50-60 triệu á. Nhớ mẹ không có nào không khổ não thôi cô cố gắng ha. Cố gắng để lo chậm nha cô, có tiền đi cô. Cảm ơn em đi. Đâu có gì đâu, đó số tiền của tấm lòng của mình quên gửi á, cô không dám xài gì đâu, để thôi lo. Cô cũng dành dụm mà cô cũng không dám xài. Thiệt á, không dám, tiền mới lo dành dài dài á. Đúng rồi, dài lắm, xài tiền dữ lắm, mày mua thấy gì xài tiền dữ lắm. Mình quân thì người ta giúp khi một lần thôi rồi, nên là mình cũng biết ha cô ha. Biết. Ra đi giúp người khác ha, không phải là giúp người khác á. Để mình xài hết hay lại không có tiền cho ảnh. Rồi
Thôi cho anh ngủ đi. Cho anh ngủ đi con. Con nói là anh sáng đêm hôm mà không có ngủ được. Có bật quạt cho anh không cô? Có bật quạt cho anh không? Rồi, bật cho anh đi cho anh mát. Rồi vậy đi hả con? Rồi, cố gắng lên. Hụt dịch. Hụt dịch. Nói tiếng con. Hụt dịch. Bà làm gì vậy bà? Bà làm gì đó? Hơi cái thuốc nè, nó hơi khô. Ờ, cái này bạc Hà Núi mà bà sắc ra đó ha. Sắc ra nên khôi á. Nói hơi khô, cái này ta trừ nấu đây để ướt như vậy. Cái này ta sử dụng là sử dụng tươi nó mới hay. Tươi đây, uống tươi nó tốt mà mẹ. Đâu có biết đâu. Cô sắc cô phơi khô hết trơn. Cô lấy bạc Hà Núi cô sắc cô phơi khô này cả nhà. Hả? Cô trình lề biết cái trình lề là cái chỗ đâu. Uống tươi nha cô, uống tươi nha bà. Không phơi khô sợ nó mót ra, nó ướt như vậy nó mót. Không uống tươi mới hay. Rồi uống lâu quá sợ nó hư, nó có thúi không? Không thì mình chừng nào mình xài hết bỏ tủ lạnh. Dạ, xài hết đi rồi nói rồi con gửi thêm con cho không sao. Để tủ lạnh. Rồi bà sợ hết á, bà sợ hết rồi không có xài sợ thúi á. Sợ lâu uống lâu quá nó mất. Ấy bà, cái này là bà đừng có lấy tay không bà cắt nha. Ngứa tay nha. Con nhỏ nó ngứa. Bao tay vô. Tôi không ngứa. Bà quá trời mà tôi không ngứa. Hà Nội lấy thôi cũng khỏe rồi đó. Mạnh Thường Quân cũng giúp cho anh 8 triệu để có cái tiền đi điều trị bệnh nữa cô. Không thôi, nói đi bệnh viện, tôi nói đi bệnh viện nằm nó. Để thuốc men ăn uống này kia. Sợ nó đi rồi nằm ba cái giường đó, đi rồi không cách được tắm, cái lao không có nhà. Trong thời gian dài mình cần mua những cái dụng cụ. Có gì nó không thả, nó có gió, có gì nó không dám xài. Thuốc 10 triệu để lên, không dám xài gì đâu, mua thuốc mua gì cho nó để mà để cho nó xài luôn. Mua đồ cho thằng này ăn không à, vợ chồng nó ở nhà nó ăn tầm 7 tầm 3 không có bệnh mà ăn bậy bạ thì no rồi. Dạ. Chỉ cái thằng bệnh được rồi. Dạ. Lo cái thằng bệnh cho nó cũng mừng ha bà ha. Bà giữ gìn sức khỏe nha. Dạ, chúc bà nhiều sức khỏe con về nha. Dạ chú. Dạ. Thương bà.